Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn dự án TNT Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đầu năm 2021 thì tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thiện Đà Nẵng, đơn vị thành viên của tập đoàn TNT Group đã khởi công xây dựng công trình dự án TNT Long Xuyên, khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ. Thì đây là dự án được phát triển theo xu hướng khu đô thị hiện đại sinh thái ven sông đẳng cấp. Dự án TNT Long Xuyên lấy cảm hứng từ những kiến trúc lừng danh châu Âu như Prague, Cộng hòa Séc hay Lisbon, Bồ Đào Nha, kết hợp với văn hóa miền Tây của Việt Nam, đặc trưng sông nước. Dự án TNT Long Xuyên mang ý tưởng trở thành thành phố châu Âu hoa lệ bên dọc sông Hậu Giang. Điểm nổi bật là quảng trường trung tâm mang biểu tượng hoa sen và công trình khách sạn cao 25 tầng được thiết kế theo nguồn cảm hứng kiến trúc xanh đạt tiêu chuẩn 5 sao. Về tổng quan của dự án, chủ đầu tư là tập đoàn TNT Group. Tên dự án là TNT Long Xuyên, quy mô diện tích 3,5 hectare với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Vị trí thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dự án tọa lạc tại sân vận động tỉnh cũ trước đó. Pháp lý đã có quy hoạch 1/500, sổ hồng, sổ riêng từng nền. Sản phẩm là nhà phố, biệt thự, shop house. Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh như đường, điện, nước. Về tiện ích nội khu có hồ bơi, công viên cây xanh rộng lớn, trung tâm thương mại, siêu thị, trường học, trung tâm y tế, gym, yoga, khu vui chơi giải trí. Diện tích các nền nhà phố biệt thự như rất đa dạng, từ 70m² cho tới 390m², gồm có các diện tích như 6x20, 10x20, 5x17, v.v. Dự án TNT Long Xuyên tọa lạc tại khu vực của phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nằm trên tuyến phố giao thông huyết mạch Trần Hưng Đạo và Lê Hồng Phong. Sở hữu vị trí vàng giữa trung tâm thành phố, đây thuộc dự án có vị trí đắc địa bậc nhất của thành phố Long Xuyên. Và dự án có quy mô 3,5 hectare, vốn đầu tư là 2.400 tỷ đồng và thiết kế xây dựng 118 nhà ở kết hợp thương mại cùng tổ hợp những công trình thương mại dịch vụ hiện đại như khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị. Bên cạnh đó, TNT Long Xuyên dành gần 40% diện tích đất thiết kế công viên cây xanh, hệ thống giao thông nội bộ và các công trình tiện ích phục vụ cư dân. Đây chính là có một vị trí vàng của thành phố Long Xuyên. Tại vị trí này, hệ thống giao thông cũng như hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, kết nối với các khu vực lân cận. Về kinh tế thì An Giang là thành phố xếp hạng thứ nhất kim ngạch xuất khẩu của vùng, chiếm 70% tổng kim ngạch biên mậu của 10 tỉnh tiếp giáp Campuchia. Thành phố Long Xuyên đóng vai trò là tỉnh lệ thủy, trung tâm kinh tế, văn hóa, kỹ thuật, công nghệ, được xem là thành phố lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng xa Cần Thơ. Thì chúng ta còn yếu tố chơi thì dẫn tiền từ Long Xuyên. Nói chung, được giới chuyên môn là về tỉnh sản đầu tư trong hậu Covid. Điểm nổi bật là dự án được huấn luyện bởi dòng sông. Chủ đầu tư TNT Group khéo léo kết hợp những tiện ích hợp cho cư dân trải nghiệm về môi trường sống lý tưởng đẳng cấp nhất của thành phố Long Xuyên. Về tiện ích nội khu thì đem cho tới khách hàng một không gian sống hiện đại bậc nhất. Chú trọng thiết kế phù hợp với phong thủy mà còn đến đầy đủ nhất các tiện ích ngay bên trong của dự án. Ngoài ra có những hoạt động bảo trì, an ninh hoàn chỉnh, hiện đại, nhanh chóng phục vụ nhu cầu. Được thiết kế như góc nhìn của giới thượng lưu, tạo một cuộc sống thượng lưu, không gian sống đẳng cấp cho cư dân tại đây. Thank you.
tiện ích ngoại khu. Thì bên cạnh đó Lâm Xuyên gần các tiện ích ngoại khu như di tích lịch sử, bảo tàng, phố đi bộ, phố đêm Lâm Xuyên, các địa điểm du lịch, trung tâm thương mại Vincom Plaza cách khoảng 1,5 km, khách sạn Châu Cương, Coffee Marina. Cùng với đó là về gần các trường như trung học công Đồng Xuyên, trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, trung học phổ thông chuyên Phạm Ngọc Thạch, trung học cơ sở Đường Nguyễn Trãi, mẫu giáo Hoa Hướng Dương, trường phổ thông Nguyễn Du. Và về gần nam thuộc là khu trung tâm hành chính hiện hữu của tỉnh An Giang. Đây được xem là một dự án hiếm hoi của thành phố Long Xuyên và tạo những cái sản phẩm đặc biệt cho cư dân có thể đầu tư về những dự án hiếm hoi cao cấp như thế này. Tại vị trí của chúng ta thì dễ dàng đi qua hai cây cầu kết nối với khu trung tâm hành chính mới của tỉnh An Giang. Anh chị nào quan tâm về dự án hãy vui lòng liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Hiện đang chuẩn bị mở những cái booking đầu tiên cho dự án. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Anh chị vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. Ngoài ra Khoa có trang fanpage hiện trên màn hình của anh chị.